Hello, xin chào cô bác anh chị em. Cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều nha. Lúc nào cũng ủng hộ tiệm máy của em. Hôm nay em quay động cơ siêu phẩm của anh chị em. Siêu phẩm ạ. Là mới là 99%. Cái này là Komatsu 4D95. Nó lóc để ra băng luôn các bạn nha. Em này là mình nhập nguyên cục về luôn các bạn nha. Nguyên cục rời. Anh em cô bác nào có sử dụng á, ủng hộ mình em này ha. Đấu lên xe cuốc hoặc là chạy ghe máy xới các kiểu ha, phát điện ha. Em này đời cao nhất thì của anh chị em 4D95 L là cao nhất nha. Em này dòng tôi hiện tại nó 1.800 56 PS, nhưng mà em này là của anh chị em xả hết, xả ga lên tôi này 2.500 của anh chị em, nó tầm khoảng 95 ngựa nên xuất sắc luôn. Mình quay cái máy này lên chắc có nhiều anh em nói mình là mới sơn lại nha, nó cực kỳ mới, nó từ chi tiết nhỏ luôn. Hai kiki nên cô bác nào mà đang xài xe cuốc động cơ cùng với số 95 yếu máy đẩy em này lên là thôi rồi luôn ha, y như là cô bác anh em nhập nguyên cái máy của bé mới về luôn. Có tắt điện, máy này mình bán cô bác anh em mình bao nguyên zin nha, 99% luôn, nghĩa địa nhưng mà 99% nha, cái phải máy mới của gì. Cái thùng luôn không khác gì mấy thùng tí nào hết, đời rất là cao, đời cao nhất luôn, của su 95 chuyện lời. Chữ dân nhất ghiên của nhà máy luôn, nhất ghiên có mùi đặc trưng của nó nha. Đề máy không? Em mày đề 24 quá chưa? Thank you.
do tự động nó rất là mạnh quá chưa, và mình dữ dằn. Cô bác chị em nào mà có nhu cầu sử dụng động cơ Komatsu này ha, để liên hệ với em ha, em này cực kỳ luôn đi ha, như máy mới luôn. Anh em nào chạy ghe cũng vậy đó, ghe cho tàu vậy đó, muốn mua cái máy cho mình chạy gọi là bền á thì mua em này luôn đi, xuất sắc, mới 99% luôn. Mấy cái đĩa của bác chị em nhưng mà còn đẹp 99%, như máy mới luôn. Có nhiều anh em bắt lỗi mình mấy cái đĩa mà sao nói 99%, thì anh em cứ thiệt cứ việc đến tiệm mình tham khảo nha, nếu không đúng là mình cho hết nhà máy mình luôn nha. Video đến em xin tạm dừng nha, xin chúc quý anh chị em nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại.